Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau với một cái chủ đề nhỏ nhưng khá là thú vị và liên quan mật thiết đến đời sống của chúng ta. Đó là các phụ kiện liên quan đến điện thoại. Về điện thoại thì các bạn có nhiều hãng đúng không? Nokia, Samsung, Samsung,苹果, ví dụ như thế đúng không? Hoặc là bây giờ có Xiaomi, Tiểu Mễ đúng không? Huawei, Hoa Vĩ đúng không? Ví dụ thế, có rất nhiều hãng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm, đó là các cái linh phụ kiện của điện thoại. Bạn nào mà làm về ngành buôn bán linh phụ kiện điện thoại hay gánh hàng nhập hàng của Trung Quốc sẽ cần cái này, và rất hoan nghênh các bạn có một chút có thể giúp đỡ đến các bạn. Sổ chi phê chiên là các phụ kiện phối kiện mà đi cùng với điện thoại đúng không? Nó đi cùng với những cái gì? Ví dụ sẻ sư chi tức là cái màn hình hiển thị là phải đương nhiên rồi đúng không? Còn sổ chi các bạn đều biết là điện thoại di động rồi. Bây giờ ta có một cái sổ chi khứa là cái ốp điện thoại. Sổ chi khứa là cái ốp điện thoại. Người ta gọi là sổ chi khứa. Ý tùng điện yến, sạc dự phòng. Sạc dự phòng người ta gọi là ý tùng là di động, tên yến là nguồn điện dự phòng. Ý tùng tên yến, cái từ đó ít dùng hơn. Có một từ nó thường dùng hơn là trung điện bảo. Trung điện bảo là cái cục sạc dự phòng. Trung điện là cắm điện, là trung điện bảo. Tiếp tục mình có một cái dán màn hình ý, thì bạn sử dụng đó là sổ chi bảo khu múa. Sổ chi là điện thoại di động, bảo khu là bảo vệ, múa là cái lớp màng bảo vệ, gọi là dán màn hình đi, Việt Nam gọi dán màn hình đi. Sổ chi bảo khu múa. Trung điện thấu là cái củ sạc. Trung điện thấu là cái củ sạc. Su chi xiên, cáp dữ liệu. Su chi xiên, cáp dữ liệu. Chưa giải trung điện chi, sạc ở trên xe. Chưa giải là xe cộ đó. Trung điện là sạc, chi là cái máy sạc điện trên xe, người ta gọi là chưa giải trung điện chi. Tiếp tục, ta có gậy tự sướng Bluetooth, thì người ta đọc là lán giá tư tai chi. Lán giá là Bluetooth, tư tai chi tự chụp, tư tai là tự chụp, chi là cái máy giúp chúng ta có thể tự chụp ảnh được, selfie được đúng không, thì gọi là lán giá tư tai chi, tức là gậy tự sướng Bluetooth. Tiếp tục mình có cái tai nghe Bluetooth thì người ta dùng là lán giá ở chi. Lán là màu xanh, giá là cái răng, Bluetooth người ta dịch là răng xanh. Ở chi là cái tai nghe này nó phù hợp với các bạn nào mà đang vừa phải lái xe hoặc là chơi thể thao thì cái tai nghe rất phù hợp đúng không? Thì người ta gọi là lán giá ở chi. Ở chi là cái tai nghe, lán giá là Bluetooth không dây đấy, không nào mình gọi là không dây đấy, tai nghe không dây. Trên đây thì chúng ta đã tổng hợp lại, chúng ta có ví dụ như một số hãng điện thoại, ví dụ Samsung bằng ngôi sao đúng không? Samsung ấy,苹果thì ta có là cái Apple đúng không? Nokia ví dụ thế. Motorola ví dụ vậy đúng không? Các linh phụ kiện của nó là gì? Sổ chi phây chiện tức là phụ kiện điện thoại, hộp sạc điện thoại là gì? Sổ chi khứa sạc dự phòng, ý tùng điện yến trung điện bảo dán màn hình, sổ chi bảo khu múa củ sạc, trung điện thấu các dữ liệu, su chi xiện sạc điện trên xe, chưa giải trung điện chi, gậy tự sướng lá giá tư phai chi, tai nghe Bluetooth lá giá ở chi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở các chủ đề sau nữa. Các bạn muốn mình làm thêm gì bạn comment ở dưới. Các bạn thích cái clip này thì bạn like cho mình một cái. Còn các bạn muốn xem thêm các clip dài nữa của mình thì bạn ấn subscribe. Có bạn hỏi làm sao mình lấy được tất cả tài liệu học của thầy thì mình đã làm ra được là 1, 2, 3, 4, 5. Học hết cái đó là thi đỗ 2K4, rồi là mình đã làm ra được 301 dành cho dân đi buôn. Các bạn thích cuối giảng thì mình đã làm phần viết, dạy viết cuối giảng 1. Các bạn cần mua những cái thứ đó thì bạn truy cập vào trang thiếu.vn một khóa học từ trường online. Sau khi bạn chuyển khoản bọn mình chuyển tài liệu thôi. Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau ở các chương trình sau. Chào chị.